Em chào anh Dũng, chào cả nhà. Chào các bạn, chào Ngọc Tâm. Dạ. Mời các bạn đến với món gì y gì. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu chúng ta làm món gì nhỉ? Dạ, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh Dũng cùng mọi người thực hiện một món rất là easy. Nhưng mà đối với em á, thì đây là một món ký ức tuổi thơ mà tới tận bây giờ thì mỗi lần mà nhớ mẹ thì vẫn nhớ món này. Đó là món gà kho củ nén. Ở quê em thì cái này gọi là hành tâm. Tại vì nhà em thì gốc ở miền Trung á, nên là nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ có mình sử dụng gà ta. Ở đây thì em dùng gà mái dầu. Thì tại sao mà sử dụng gà mái dầu? Thì gà mái dầu ăn cái thịt nó ngọt nè, có một chút xíu mỡ anh. Thì khi mà mình nấu lên thì cái gà kho của mình sẽ ngon hơn. Bên cạnh đó những cái gia vị rất là quen thuộc và đơn giản. Em không biết là anh Dũng đã ăn món này bao giờ chưa? Anh chưa được ăn bao giờ cả, nhưng rất là chờ đợi để được thưởng thức. Dạ, mẹ em nấu món này rất là ngon. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh Dũng và mọi người mình sẽ cùng bắt tay thực hiện món này ha. Đầu tiên thì với cái phần gà mái dầu này em đã sơ chế rửa sạch rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần gà này đi để mình sẽ chặt miếng vừa ăn. Thì anh có thể chặt giúp em được không ạ? Được. Dạ. Anh sẽ giúp em cái phần thịt gà này. Ở đây có cái khớp thì đúng rồi. Anh thì ăn thì giỏi hơn nhưng mà chặt cũng còn biết. Dạ. Anh Dũng chặt miếng gà kho rất là lớn. Ai gắp được miếng nào là trúng miếng đó luôn. Bây giờ anh Dũng đã chặt gà xong rồi. Thì tiếp theo mình sẽ đi ướp thịt gà. Anh sẽ đập dập cái phần củ nén này giúp em ạ. Mình sẽ lấy 1/2 củ nén ở đây và đập dập, băm nhỏ một xíu, rồi cho vào trong thịt gà giúp em. Anh có thể đập như vậy rất là nhanh. Em sẽ chỉ anh nhé. Mình sẽ gõ một cái như vậy thì cái phần củ nén nó sẽ dập luôn. Dạ. Và sau đó anh băm lại thì rất là dễ. Dễ hơn đúng không anh? Gọi là dễ nhưng mà cũng không phải dễ lắm. Sau đó mình sẽ băm nhỏ cái phần củ nén này. Một nửa chỗ này. Dạ đúng rồi. Thì đối với cái phần củ nén này thì cả nhà mình có thể tùy thích cái mùi thơm của củ nén nhiều hay ít là mình ướp vào trong cái phần thịt gà này. Nhưng mà cái món gà kho này thì không thể thiếu củ nén được. Thì đó là cái gia vị rất là quan trọng để tạo cái mùi thơm đặc trưng cho cái món kho này. Em xin lỗi nha. Cay quá. Sao lúc nãy em đập không cay mà đứng cạnh anh Dũng lại cay nhỉ? Có chắc là do mùi củ nén nó lên không? Anh đã nói là đừng khóc. Món tuy là món kỷ niệm tuổi thơ nhưng em đừng khóc. Không phải. Em khóc là anh cũng khóc bây giờ. Em không hiểu tại sao là khi mà em làm món này thì em băm củ nén nó không cay, mà ngày hôm nay hướng dẫn anh Dũng làm thì cái mùi củ nén lên làm cho em khóc luôn. Nhưng mà có đấy là do củ nén hay là do kỷ niệm? Em nghĩ là tại vì cả hai đấy. Anh cũng sắp khóc rồi này. Dạ. Mình sẽ cho cái phần củ nén băm này vào ạ. Nên sẽ anh hiểu tại sao là nó kỷ niệm, bởi vì mỗi lần em ăn, em làm món này là em khóc, nên là Cái củ nén này cái độ nồng cay của cái củ nén nhiều hơn cái hành tây và hành tím luôn, nên là mọi người làm là chú ý nhé. Và bây giờ anh sẽ ướp giúp em vào trong này. Em có hay làm món này?
Dạ. Xem gia đình ăn không? Dạ, thỉnh thoảng anh. Thực ra là cái nghề của em có rất là nhiều món. Ở trung tâm của em thì từ món Âu, món Á, món Hoa, món Thái và món Chay. Tất cả các nền ẩm thực đều hội tụ, có đủ nên là xong lớp nào thì sẽ có cái món ăn của lớp đó. Và khi mà tiếp xúc nhiều như vậy á, thì thực sự mà nói là cũng hơi ngán anh ạ. Nên là mình sẽ tìm lại một cái hương vị mà không có trên thị trường. Một cái món ăn gọi là hương vị ký ức của em á. Nên là em sẽ nấu cái món này sau khi mà có cái nồi gà kho củ nén rất là thơm, ngon. Thì mình sẽ đi nấu một nồi cơm trắng, rồi làm một chén ớt sắt, nước mắm mặn là rất là ngon. Tí nữa sau khi mà mình kho xong anh có thể thử và sẽ cảm nhận được cái cảm xúc đó của em. Cảm ơn em. Dạ. Dạ được rồi anh. Sau khi mình trộn đều lên cho cái phần thịt gà thấm đều gia vị thì mình sẽ để đây ướp 30 phút. Sau đó em và anh sẽ quay lại mình đi làm món gà kho. Cảm ơn em. Sau khi mà anh Dũng đã ướp thịt gà rồi, bây giờ anh sẽ xào xanh giúp em nha. Thì đầu tiên mình sẽ... Bây giờ anh sẽ ấy lửa mở lửa nhé. Giúp em ạ. Mở to hết cỡ hay vừa vừa? Dạ lửa vừa thôi anh. Ok. Mình sẽ cho vào đây một xíu dầu ăn ha. Khoảng 20 gram dầu ăn thôi. Và sau đó anh sẽ xào cái phần thịt gà này cho thơm. Dạ. Đảo nhanh hay đảo chậm? Dạ bây giờ thì anh chỉ cần đảo bình thường thôi. Đảo cho cái phần thịt gà này đều và sang lại. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước sôi vào để kho. Anh biết tại sao anh cho dùng nước sôi không? Để cho nó không ấy, không giòn nhẹ, không bị tanh. Không bị tanh là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái không hạ nhiệt. Dạ đúng rồi, để cho cái món kho của mình nhanh sôi hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Anh hỏi thế ngoài cái đam mê nấu ăn em còn cái hobby gì nữa? Ngoài đam mê nấu ăn thì em thích đi du lịch. Du lịch trong nước hay nước ngoài? Dạ cả hai. Cả hai. Dạ. Em có cái kỷ niệm nào trong những đi du lịch không? Em ấn tượng nhất là hồi em đi Nepal. Bên đó thì chưa có phát triển như mình lắm. Nhưng mà đi Nepal thì em cảm thấy là giống như mình đi hành hương ấy. Nhưng mà đừng có xuống tóc vào chùa nhé. Em đấy là nước của Phật, đúng không? Dạ, đúng rồi. Trong những nước mà đạo Phật phát triển rất là tốt. Dạ. Anh ấy thì anh có cái hobby là đá bóng. Ngoài công việc thì anh đi đá bóng, tuần đi đá 2 buổi. Dạ. Đam mê đá bóng, em nhớ là được biết là anh Dũng hình như là fan của MU đúng không? Đúng rồi. Fan cứng luôn. Fan cụ của em đi. Dạ. Thì cái phần thịt gà này xong là mình sẽ cho cái phần nước sôi này vào ạ. Em sẽ cho cái phần nước này vào nhé. Đổ ngập đúng không? Đổ ngập gà. Xăm sắp mặt gà là được. Tại vì mình kho. Bây giờ có đảo nữa không? Hay là dạ không, anh sẽ đảo đều cho cái phần thịt gà này vừa sắp mặt nước là được. Xong mình sẽ đun mình sẽ để lửa lớn cho sôi, sau đó sẽ hạ lửa vừa kho khoảng 10 tới 12 phút. Thịt gà chín là được. Em đi du lịch em có quan tâm đến ẩm thực ở những nơi em đến không? Chắc chắn rồi, em mà đi du lịch là em thích nhất là đến những cái địa điểm mà đặc trưng nổi tiếng ở đó. Và cái nữa là em thích đi chợ. Em thích đi chợ rồi em thích đi trải nghiệm ẩm thực đường phố, local food. Dạ. Thế có cái món nào mà đặc làm em gọi là thấy hứng thú đặc biệt không? Hay là không món nào mà ngon bằng em nấu như là? Không phải là món nào ngon bằng em nấu, mà thực ra là mỗi một địa phương, mỗi một quốc gia thì họ sẽ có một cái món ăn đặc trưng riêng. Và mình cũng, thực ra là em cũng cảm thấy ngon, nhưng mà đi một vòng về thì em vẫn cảm thấy là cái món Việt của mình là tuyệt vời nhất. Là số 1, dạ. Em biết tại sao? Em nghĩ là... Em là đầu bếp, em biết tại sao món Việt Nam là số 1 không? Em thấy món Việt Nam của mình thì cái phần gia vị của mình cân đối này, không quá nhiều gia vị giống như là ở bên các nước Ấn Độ hoặc là Malaysia, họ xài những cái gia vị nặng mùi. Nhưng nó đặc biệt, Việt Nam mình ấy, có rất nhiều vùng địa lý, từ phía miền núi Tây Bắc, Đông Bắc cho đến vùng đồng bằng, sông Hồng, ven biển, rồi vùng cao nguyên, miền Trung, rồi vùng Sài Gòn, rồi Đông Nam Bộ.
là chúng ta có rất nhiều địa lý trên nó có rất nhiều các loại gia vị mỏng được ở các vùng đó, tạo nên nhiều và nhiều loại gia vị thì tạo nên nhiều món ăn. Dạ. Đấy. Em thích Việt Nam mình là có nhiều, rất là nhiều sản vật. Ví dụ là mỗi vùng miền như vậy là đều có những cái nguyên liệu rất là đặc trưng. Còn chưa kể thì Việt Nam mình là còn cái giao thoa văn hóa giữa văn hóa Trung Quốc, văn hóa Việt Nam, dạ, văn hóa các dân tộc thiểu số như Thái, Mèo, Nùng, Tày. Là rất giao thoa rất nhiều văn hóa trên rất nhiều món ăn. Nó cũng được từ mình có thể học được từ những văn hóa khác và mình chuyển thành những món đặc biệt. Thế em thì giới thiệu cho anh ở Lâm Đồng quê em có những món gì đặc biệt? Lâm Đồng quê em có món đặc biệt đó là rau. Rau và hoa ở Lâm Đồng thì mọi người cũng biết là Lâm Đồng là cái xứ mà trồng hoa tốt nhất. Rau củ rất là tươi mát, ngon lành. Em biết là rau Đà Lạt này, cà phê này, tiêu, dạ, là do ông Yên Xin, ông mang đến. Yên Xin. Ừ. Dạ. Đấy, tức là thực ra là những cái rau Đà Lạt là nó hơi mang cái chất thuần Tây nhiều hơn. Chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Pháp cùng Sếp Dũng. Souffleur. Souffleur. Souffleur là giữ luôn su tên. Hào. Dạ, su đúng hào. Su hào. Đó là tên. Đó, su hào. Và những cái nguyên liệu mà đem từ bên Pháp về. Ừ. Nhưng mà củ nén là của ta. À, củ nén là của mình. Của Việt Nam. Củ nén, dạ, là đặc biệt, đúng không? Cái mùi củ nén khi mà kết hợp với thịt gà kho lên á, anh Dũng thấy là cái mùi rất là quyến rũ. Và bây giờ là mình đang thiếu một chén cơm trắng và ớt sắt, nước mắm mặn. Em biết là nước mắm là nguồn gốc từ đâu? Nước mắm là nguồn gốc được làm từ cá. Nhưng mà xuất xứ nước mắm là từ đâu? Có biết đâu. Em thấy... À, nước mắm là đâu lâu nhất à? Trên thế giới nước mắm là xuất hiện ở đâu lâu nhất? Câu này hơi khó đấy nhé. Câu này hơi khó. Hơi khó. Thôi anh giải đáp cho em luôn. Từ thời La Mã cổ đại, ở bên La Mã, dạ, thành Rome. Là hồi đấy người ta thực ra là nước mắm là người ta cá người ta đánh về nhiều để bảo quản, người ta rắc muối vào. Dạ. Rắc muối vào thì thời gian nó chảy cái nước ra, người ta ăn thấy ngon. Thì người ta thành sản xuất nước, wow, mắm. Người La Mã cổ đại là người sản xuất nước mắm đầu tiên. Cái phần gà kho của mình sắp được rồi nè. Sắp được rồi đấy. Dạ đúng rồi. Anh có thấy mùi thơm rất là thơm, rất đúng là không thơm. Ạ? Thơm. Chắc phải chuẩn bị bát đũa để ăn trưa. Anh Dũng rất đến là đói bụng chưa? Đúng rồi. Mấy giờ? Mấy giờ? 1 giờ. Chuẩn bị ăn trưa đấy. Mọi thứ đã sẵn sàng, chắc chúng ta múc ra rồi chuẩn bị ăn trưa. Dạ. Anh đói lắm rồi. Chắc chắn là anh không có cưỡng lại được cái mùi thịt gà kho củ nén này đâu đúng không? Thơm quá. Chính xác luôn. Trong lúc nấu là nó mùi thơm nó bốc lên, dạ, chịu hết nổi. Đó là bây giờ là anh biết tại sao mà em thích món này rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh Dũng đi lấy cơm giúp em nhé. Hướng dẫn cách nấu cơm niêu easy. Thì anh có một cái mẹo các bạn muốn làm cơm niêu ở nhà rất là easy. Chúng ta bước 1 có niêu đất. Cần có một cái niêu đất. Chúng ta bước 2 có nồi cơm mới nấu. Ta cần có nồi cơm điện. Ta nấu cơm điện xong chúng ta bỏ vào niêu là có cơm niêu. Bước 3 mới đầy niêu. Một sáng kiến rất là nhanh. Đấy. Bước 4 có gấu. Nhất là các bạn trẻ mà chiêu đãi gấu thì tuyệt vời. Và chúng ta có món cơm niêu thịt gà kho củ nén. Dạ. Dạ. Chắc là anh Dũng đói lắm rồi đúng không ạ? À, giờ em sẽ lấy cơm cho anh ạ. Món này thì sẽ ăn với cơm trắng. Ừ. Anh thích ăn nhiều thịt, ít cơm. Dạ. Em mời anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Và mình sẽ lấy phần thịt gà này. Nếu mà muốn đậm đà một xíu nữa thì mình có thể ăn kèm với lại nước mắm mặn, ớt sắt. Mời em nhé. Dạ, em mời anh. Ừ. Anh thấy ổn. Dạ. Anh thấy hương vị như thế nào ạ? Rất là ngon. Dạ. Rất ngon, rất vừa. Lạ đúng không anh? Em nghĩ đây là lần đầu tiên anh ăn thử món này. Mời em. Dạ. Ừ. Rất là ngon. Mời mọi người. Nếu các bạn có muốn tôi nấu cái món từ quê hương các bạn với những cảm xúc của các bạn thì các bạn hãy comment vào trong video. Và bọn tôi sẽ cố gắng
nấu giống nhất với những cái món mà các bạn đã nhớ. Dạ, và em rất là cảm ơn anh Dũng. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Món gì easy.